Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Ông Reset. Ok, hôm nay mình sẽ dắt cái chú cá mập robot đi chiến đấu cho các bạn xem nha. Ok, đây hôm nay chúng ta có một cái con boss mới luôn. Đây là cái con boss và mình sẽ vào mình chiến đấu cho các bạn xem. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tiêu diệt cái con boss nha các bạn. Đây là một cái con tàu, để mình quậy con tàu này nào. Rơi từ cao xuống phá con tàu, ha ha. Đó, mất tiêu con tàu luôn rồi. Con boss kìa các bạn. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và đây là cái con boss. Đây, con boss bạch tuộc các bạn à. Con boss mực. Ok, nó phun ra mực nè. Mì hả bưởi. Mình sẽ giác cái chú cá mập robot tấn công cái chú cá mập. Ủa lộn, cái chú bạch tuộc bự này. Có cái dòi đây, cắn cái dòi nữa các bạn. Đó, chúng ta sẽ cắn cái chân rồi đó. Cắn sạch sẽ luôn. Cha, nó nút mình rồi. Một cái màn nút của con boss rất là bá đạo luôn. Nó đưa mình vào miệng và cứ việc nút thôi. Nó nút mình gọi là te tua tơi tả luôn các bạn ơi. Oh my god, nó chuẩn bị tấn công kìa. Ây da, mày hả bưởi. Dám ăn hiếp HNT Channel hả? Hãy xem bản lĩnh của mình đây. Chạy, nó quất lên. Quá tuyệt vời, chúng ta vừa có một cái màn né rất là bá đạo luôn. Và bây giờ là một cái màn quất thứ hai. Ok, mình đã vừa né thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ xử tiếp những cái tour này nha các bạn. Nhanh lên nào. Không thì chú ấy sẽ đưa mình vào miệng và nút. Đây rồi, vẫn biết trước cái hoàn cảnh này nhưng mà chúng ta vẫn tấn công. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tấn công lại cái chân của cái con bạch tuộc này. Nhanh lên nào. Lại bị nút nữa. Rất là đáng thương. HNT đang bị một cái con bạch tuộc nút rất là bá đạo. Cháy. 36 chiêu chạy là thượng sách các bạn. Mở mắt hả bé. Không cho bé thấy đường đâu nè bé. Ok, chúng ta vừa có một viên kim cương các bạn ơi. Một nhát nữa nè. Xem nào chú ấy sẽ như thế nào đây. Quất nữa à. Quất nữa à. Bây giờ là nhào vô tấn công. Chú này có 2, 4, 6, 8 cái tua các bạn. Ok, lại một màn nút nữa. Trời ơi, cái chú này dường như rất là thích nút kẹo luôn. Những viên kẹo giống như là... Ê, nguy hiểm. Nguy hiểm biết lắm mà. Chú này nút mình như là nút kẹo luôn các bạn ơi, không thể tin được. Không thể tin được, mày hả bưởi. Gọi là kẹo mút. Ok. Chú này rất là thích ăn kẹo mút đây. Chạy, quá tuyệt vời. Chú bạch tuộc không thể nào quýnh trúng chúng ta được đâu các bạn à. Chạy. Trời ơi, nhìn hả. Nhìn nè. Ok, nhìn nè, dám nhìn HNT hả? Không có được nhìn mình với ánh mắt đắm đuối và chiều mến như vậy đâu đó nha. Nhìn nè, ok, mình biết mình đẹp trai nhưng mà không có dễ dãi đâu. Ok, làm như hộp quà nào, bây giờ chúng ta tìm lại chú boss. Quất nào, cẩn thận, coi chừng chú ấy sẽ đưa mình lại nữa. Vừa mới nói xong đã bị đưa vào miệng nút như kẹo rồi, không thể tin được. Dám ăn hiếp HNT hả? Ok, chúng ta đã tiêu diệt được 2 cái tour. Và bây giờ là con mực này nó chỉ còn vài cái thôi. Oh my god, con này nó bự gấp mấy lần mình. Mì hả bưởi. Đâu rồi, chú trốn đâu rồi hả chú mực? Ây da, dính độc rồi. Dính mực rồi các bạn ơi, không thể tin được. Oh my god, lại một nhát nữa ngay luôn. Bớt giỡn nào. Không có giỡn như vậy được đâu, giỡn như vậy không có vui. Ok, mình phải đi kiếm những cái con cá để ăn cho nó tăng máu lên các bạn ơi. Máu chúng ta đang bị tụt rất là nặng. Ok, với con robot này thì chúng ta có thể ăn được tất cả các con sứa luôn. Nè, ây da, ơi, chết, nguy hiểm quá. Mấy con sứa đỏ đó là nó rất là độc các bạn. Chúng ta mà lao vào nó là chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Oh my god, sao ở dưới biển này không có cái gì để cho HNT ăn vậy nè. Chúng ta buộc phải lên bờ. Và trên bờ cũng chả có gì sao. À may quá, có những chú chim. Quá tuyệt vời. Không có những chú chim này coi như là chúng ta banh xác rồi. Ok, đây có con thuyền luôn. Banh chiếc thuyền. Ok, máu chúng ta đã đầy trở lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chú cu. Ở lòng chú bạch tuộc. Bạch tuộc đáng ghét. Quất nữa hả, quất nữa hả, định quất HNT sao? Cậu không thể nào quất mình được đâu bé à. Vô nào. Cái màn chết rồi, bị đưa vô miệng nút rồi. Nút mình thê thảm luôn, không thể tin được. Ok, chúng ta cố gắng tiêu diệt những cái tua nào. Lại một màn nữa. Trời ơi, cái con bạch tuộc này nó rất là thích nút luôn. Rất là thích ăn kẹo mút luôn. Mình phải cho nó ăn vài cây cho nó không còn ăn mình được nữa các bạn ơi. Lại nữa sao? Không thể tin được, nó nút mình mất máu như phim luôn. Thả tôi ra đi mà, đừng có nút tôi nữa mà. Ok, cuối cùng nó cũng đã thả mình. Oh my god, nguy hiểm. Trời ơi, cần lắm một vòng tay luôn. Đi kiếm máu liền. Ơi, nè, mấy cái con màu tím ra. Là mấy cái con màu, con đỏ chứ. Mấy con tím này chúng ta ăn được, còn cái con đỏ là ăn không được nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lại cái con bạch tuộc đâu rồi, bạch tuộc đáng ghét đâu rồi. Đưa cái bản mặt ra đây coi. Đây, bạch tuộc đáng ghét đây. Dính mực, chết chứ, không được.
kiếm con gì ăn liền. Nhanh lên, tốc độ luôn các bạn ơi, không thì chúng ta sẽ bị banh xác. Phá ngay con tàu liền và ngay lập tức luôn. Ok. Đâu rồi, người hên quá, được một anh bạn. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Rồi con tàu dường như nó bị mất tiêu luôn rồi. Ơi ơi ơi, né né cái con màu đỏ đó ra. Né con màu đỏ đó ra. Ơi ơi, né mấy con đó ra. Vô là mấy cái con đó nó quất mình chết. Nguy hiểm quá, hết máu rồi. Cần lắm một vòng tay luôn. Chim, đúng rồi. Có con gì ăn được con đó. Con chim nó rất là bá đạo. Quá tuyệt vời. Con chim nó đã cứu mình các bạn ơi. Ok, đây quay quay, phía sau là một con tàu. Tàu hả bưởi. Ok, đã đầy máu rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục xuống đi tìm cái con bạch tuộc. Bạch tuộc đáng ghét, hãy xem ta xử mi đây. Mày hả bưởi. Ok, chú em bắt đầu quất. Quá tuyệt vời. Một nhát nữa đây. Đưa cái tua lên nào bé. Đây rồi, cắn cái tua thôi các bạn ơi. Nhanh lên, ăn cái tua chúng ta sẽ được hồi máu. Ô, chỉ còn hai cái nữa. Chú bạch tuộc này chỉ còn hai cái tua thôi các bạn ơi. Cháy. Oh my god, lại một màn bị cắn thê thảm. Bớt giỡn coi nào. Tại sao lại ăn hiếp HNT trắng trận như vậy chứ hả? Ok, kiếm mấy cái con nhỏ nhỏ ăn dạo phố và bây giờ chúng ta bắt đầu cái cuộc hành trình đó rồi. Ha ha. Ok, lại bị nút nữa. HNT đang bị một cái màn nút rất là thê thảm luôn. Chấn động cả thế giới. Ok, máu đang bị tuột. Cần lắm một vòng tay, tay đâu. Xem nào, hãy xem mình đi tìm săn tìm những cái con. Đây, mừng quá có chiếc tàu. Ê ơi, bậy, rơi xuống chứ. Rơi xuống tàu, mày hả bưởi, đúng rồi đó. Banh chiếc tàu là chúng ta đừng nữa cay máu các bạn à. Ok, quá tuyệt vời luôn đúng không nào. Đâu rồi, bây giờ mình đi xuống truy tìm cái con bạch tuộc lại coi. Máu mình đang đầy và đang rất là... Ok đây, tinh thần rất là sảng khoái, sẵn sàng chiến đấu cách cực kỳ bá đạo. Và bây giờ mình không biết cái con bạch tuộc nằm đâu. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy. Tìm thấy rồi nè. Oh my god, cái gì vậy? Cái gì đâu mà dính một miếng mực của nó thôi mà máu mình nó tuột kinh khủng luôn các bạn ơi. Ơi có anh bạn thật. Đúng rồi, bắt anh bạn này bỏ vô bụng là sẽ lên rất là nhanh. Mấy con sứa này nó hỗ trợ mình cũng đỡ lắm đó chứ. Ok, sao mà level máu mình nó tuột lẹ dữ vậy? Ok, rất là nguy hiểm các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cần no bụng. Ây, bầy chim, một bầy luôn. Con chim đâu rồi, làm việc coi. Chim ơi là chim, làm việc đi chim. Chim không làm việc là một hồi mình banh xác đó chim. À, chim phải làm việc tốc độ luôn mới được. Trên mặt biển mà không có cái gì ăn là sao? Nguy hiểm quá mọi người ơi, máu đang tuột kìa. Ok, nhanh lên nào, đang không có thời gian mà. Ây da, trời ơi, quất một phát ăn ngay luôn các bạn, không thể tin được. Ok, bây giờ mình sẽ không tha cho cái con bạch tuộc này nó đáng ghét dám quất mình. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái màn này thôi, quất liền. Ok, cố lên nào, cắn cái tua cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt cái con bạch tuộc này thôi. Bớt giỡn nào, nó cắn mình hết máu luôn cờ, kinh quá. Tấn công. Ồ, nguy hiểm, từ từ. Kết thúc thôi nào, trời ơi. Chích nó một cái là nó tiêu rồi, tiêu rồi. Tại sao chưa chịu tiêu vậy chứ hả? Ok, con bạch tuộc đang bị banh xác, quá tuyệt vời. HNT vừa hạ xong con bạch tuộc bằng anh bạn robot các bạn à. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp cho mình với. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.